Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, tổ chức lễ công bố, giới thiệu sách, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, xuất bản bằng 7 ngôn ngữ gồm Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan. Việc xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư bằng 7 ngôn ngữ giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa, sự nghiệp, đổi mới và phát triển của Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại dự và chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phiên bản tiếng Việt, ra mắt bạn đọc nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022, là một trong những ấn phẩm có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến nay, số lượng in ấn và phát hành của phiên bản này đã lên tới gần 30.000 bản. Cuốn sách là tài liệu quý, tổng kết lý luận về đường lối đổi mới, những phát triển sáng tạo riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước, cũng như sự quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu, học giả và độc giả cả nước. Do đó, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật có thể phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá về mức độ quan tâm của dư luận các nước về cuốn sách. Qua đó, tiếp tục có các đề xuất về việc dịch thêm ra ngôn ngữ khác nhằm phục vụ công tác nghiên cứu về con người, về đất nước Việt Nam, về lý luận chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, giúp cuốn sách được chia sẻ tới các tầng lớp nhân dân ở các quốc gia trên thế giới. Và đối với Việt Nam, đây cũng là một kênh thông tin đối ngoại hết sức mạnh mẽ và hiệu quả. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, việc công bố giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư bằng 7 ngoại ngữ hôm nay vừa có ý nghĩa chính trị, vừa có ý nghĩa lịch sử văn hóa. Ông hy vọng cuốn sách bằng các ngôn ngữ khác nhau sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị quý báu, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu thêm, hiểu sâu về chủ trương, đường lối đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.